Huấn luyện viên Park Hang-seo bán kết lượt về, tuyển Việt Nam sẽ đấu không hối hận. Kết quả thua 0-2 ở trận lượt đi đã khiến mọi việc trở nên không hề dễ dàng đối với tuyển Việt Nam. Tuy vậy chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình. Trận lượt về với Thái Lan sẽ là một trận đấu đẹp, một trận đấu không hối hận đối với tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang-seo nhấn mạnh trong buổi họp báo trước trận. Muốn giành vé vào chung kết, tuyển Việt Nam phải thắng Thái Lan cách biệt 3 bản ở trận lượt về AFF Cup 2020. Còn nếu không, đoàn quân của ông Park cũng phải thắng cách biệt hai bàn để cân bằng tỷ số sau hai lượt, qua đó có thể hy vọng giải quyết đối thủ trong hiệp phụ. Theo điều lệ giải, nếu không phân định thắng bại sau 90 phút, hai đội sẽ thi đấu thêm hai hiệp phụ. Nếu vẫn tiếp tục hòa, hai đội sẽ bước vào loạt sút 11 m Vấn đề là muốn thắng cách biệt như thế, ông Park sẽ lựa chọn cho đội tuyển Việt Nam chơi tấn công hay phòng ngự phản công. Ở trận lưới đi, ông Park đã bị huấn luyện viên Poking bắt bài khi xếp đến 3 tiền vệ trung tâm tranh chấp tốt và không ngại va chạm là Yu Yen. Thanawat và Fitiwat chơi ngay trước mặt cặp trung vệ. Cả ba thường xuyên vây Tuấn Anh, Hoàng Đức lẫn Quang Hải nhằm chia cắt và không cho các tiền vệ tấn công của ông Park có thời gian triển khai tấn công. Bên cạnh đó, tiểu xảo của hai hậu vệ cánh Thierathon và Narubodin phong tỏa rất tốt các pha lên bóng từ hai biên của Việt Nam. Do đó, nhiều khả năng ông Park sẽ chọn lối chơi tấn công ở trận lượt về nhằm sớm tìm bàn thắng. Đá với các cầu thủ mạnh ở vòng loại thứ hai và 3 của World Cup 2022 tuyển Việt Nam có những thời điểm chơi tấn công và ghi được bàn thắng như ở trận gặp UAE và Trung Quốc. Vì vậy không có lý do gì đoàn quân của ông Park lại không thể làm điều tương tự trước Thái Lan, vốn không chênh lệch quá nhiều về trình độ. Chọn chơi tấn công, ông Park sẽ sử dụng cặp tiền đạo Tiến Lê Công Phượng. Bên cạnh đó Xuân Trường sẽ đá thay Tuấn Anh ở đội hình xuất phát nhằm tận dụng những đường truyền có điểm rơi tốt của tiền vệ này khoét vào hàng thủ Thái Lan. Thực tế, trung vệ Manuel B của Thái Lan tuy có chiều cao tốt 1m84 nhưng lại xoay sở chậm. Muốn tấn công, tuyển Việt Nam cần phải phòng ngự tốt hơn và không được phép mắc sai sót như ở trận lượt đi. Đây là điều rất quan trọng với Thái Lan, tổ chức tấn công lẫn phản công đều rất lợi hại nhờ khả năng kiểm soát bóng, phối hợp một chạm tốt và di chuyển thông minh của cặp tiền vệ tấn công Superchok Chanathip. Chưa kể trung vệ Krisada cũng truyền dài phát động tấn công rất hay. Mất trung vệ suy mạnh vì chiến thương là một mất mát không nhỏ, nhưng ông Park cũng yên tâm phần nào khi Bùi Tiến Dũng và Đình Trọng đã trở lại tập luyện bình thường sau chiến thương. Với sự trở lại của Bùi Tiến Dũng ở vị trí trung vệ lệch trái, Thành Trung sẽ được đẩy sang đá thay Duy Mạnh ở vị trí trung vệ lệch phải. Ở giữa vẫn là chốt chặn Quế Ngọc Hải, dù bộ ba trung vệ này chưa chơi nhiều cùng nhau trong thời gian qua, nhưng ở tình thế hiện tại, ông Park không còn sự lựa chọn nào tốt hơn. Chơi tấn công để giành chiến thắng và không phải hối hận, đó là mục tiêu của tuyển Việt Nam cho trận quyết đấu với Thái Lan. Hai ngày qua, ông Park đã tích cực cho các cầu thủ tập hồi phục thể lực trên sân tập lẫn kết hợp massage và vật lý trị liệu vào mỗi buổi tối nhằm phục hồi thể trạng một cách tốt nhất cho trận đấu. Những sai sót ở lượt đi cũng được mổ xẻ kỹ lưỡng để tránh tái diễn. Quang Hải là cầu thủ được chờ đợi nhất để giúp tuyển Việt Nam ngược dòng trước Thái Lan và mọi người đang chờ đợi Tiến Linh trở lại đúng lúc và ghi bàn như anh đã từng làm rất tốt ở vòng loại World Cup 2022.